Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Sông vào ngõ âm dương do Đam Mỹ Tường truyện thực hiện. Hồi thứ 7, chơi đến chết, phần 2. Trương Cầu Đạo nói, dù sao vẫn còn bằng chứng, tôi muốn tiếp tục điều tra Tiền tiên sinh, tìm được chứng cớ, ít nhất có thể tống hắn vào tù. Trần Dương không phản đối, cậu nói với Mã Sơn Phong, chú Mã, cái tổ chức thần bí kia giao cho chú báo cảnh sát. Mã Sơn Phong gật đầu, được. À đúng rồi, tháng 10 này, tổng cục và phân cục sẽ cử vài người đi tham gia đại hội giao lưu do Hiệp hội Đạo giáo tổ chức. Trước đây, phân cục chỉ có một vị trí, năm nay có thể giành 2-3 vị trí. Trần Dương hỏi, đại hội giao lưu? Ừ, 2 năm tổ chức một lần, năm trước cháu còn chưa đến phân cục nên bỏ qua. Năm đó Trương Cầu Đạo đại biểu cho phân cục mình tham gia, nếu năm nay có 3 vị trí, cháu, Khấu Tiên Linh và Tiểu Lỵ đi đi. Đại hội giao lưu có rất nhiều thiên sư tham gia giảng đạo, rất có ích cho việc tu hành. Khấu Thiên Linh lên tiếng, nếu năm nay chỉ xin được 2 vị trí thì để cục trưởng Trần và Tiểu Lỵ đi đi. Năm trước tôi tham gia rồi, không cần thiết phải đi nữa. Mã Sơn Phong gật đầu, ừ vậy cũng được. Dù chỉ có một vị trí, mọi người muốn đi hết thì tôi cũng có cách. Trương Cầu Đạo bất đắc dĩ, mọi người quên tôi hỏi gì rồi à? Ngoại trừ Trần Dương, mọi người đều sực tỉnh, mà Tiểu Lỵ càng cao hứng mà nhảy lên, vỗ vỗ vai Trương Cầu Đạo, có giá trị rồi đấy. Trương Cầu Đạo ghét bỏ đẩy Ma Tiểu Lỵ ra, cô nàng cũng không ngại, vẫn vui vẻ nói, cảm giác có hậu trường phía sau, thật sung sướng. Trần Dương thắc mắc mà hỏi, đại hội giao lưu không phải là tổ chức ở Bạch Dân Quan ở thủ đô sao? Bạch Dân Quan ở thủ đô là đình tổ của phái Long Môn Toàn Chân Giáo, cũng là trụ sở của Hiệp hội Đạo giáo, nơi thành lập đầu tiên của Hiệp hội Đạo giáo. Mỗi lần tổ chức đại hội giao lưu đều thay đổi địa điểm, địa phương nào tổ chức sẽ được ưu ái dành nhiều vị trí, các tỉnh lân cận cũng vậy. Năm trước, ở Bạch Dân Quan, thủ đô chiếm gần 30 vị trí, đáng tiếc đạo quan ở thủ đô nhiều, chia ra mỗi nơi lại không còn bao nhiêu. Còn có Tổng cục và Phân cục Đại Phúc, có điều người trong cục phần lớn đều là đệ tử của đạo giáo, thế nên đạo quan lại có nhiều vị trí hơn nơi khác. Mã Sơn Phong có thói quen đánh thái cực, cứ nói dong nói dài cả đoạn rồi mới vào cái vấn đề chính. Năm nay được tổ chức ở Thiên Sơn Phủ. Thiên Sơn Phủ nằm ở chân núi Long Hổ Sơn, là đình tổ của phái chính nhất, cũng là nơi cư ngụ của con cháu Trương Thiên Sư vĩ đại, được lưu truyền mấy đời nay, chính là nhà của Trương Cầu Đạo. Mời mấy người bạn về nhà chơi, thuận tiện tham dự đại hội giao lưu đạo giáo. Trương Cầu Đạo bày tỏ cái chuyện này cũng rất là bình thường. Trần Dương cười cười, vậy cứ như thế đi. Cậu cúi đầu sắp xếp hành trình sắp tới, phát hiện công việc nửa năm đầu thật bộn bề. Tiểu Lỵ, sắp được nghỉ chưa? Mà Tiểu Lỵ trả lời, em sắp được nghỉ hè rồi. Có muốn đi du lịch hay không? Tháng 7 này chọn cái thời gian đi du lịch bằng công quỹ, thế nào? Có thể đưa người nhà đi cùng, chú Mã nhớ đưa vợ con theo nha. Mã Sơn Phong cười ha hả, chú sẽ tổ chức, mấy đứa cứ nghĩ xem lúc nào trong tháng 7 thì rảnh rỗi, muốn đi đâu chơi, chúng ta chọn một nơi cùng đi. Mao Tiểu Lỵ hưng phấn cười tươi như hoa, đề cập đến cái việc đi du lịch bằng công quỹ, ai cũng hăng hái bừng bừng, tập trung thảo luận xem nên đi đâu. Lúc Đại Béo tiến vào, phát hiện Mèo Béo thế mà không hấp dẫn được mọi người như trước nữa, nó ngớ ra, cho đến khi nghe mọi người nói là muốn đi chơi, nó mới thở phì phì, nhét một cái bìa giấy cứng vào giữa mọi người. Nhật Bản. Trần Dương lắc đầu từ chối, nhỏ quá, mua sắm còn được, chứ chơi thì không có gì thú vị. Hai mắt cậu nhìn chằm chằm vào móng mèo của Đại Béo. Đại Béo, mày viết chữ như thế nào? Mèo mập, mắt điếc tai ngơ, vững như núi Thái Sơn, mặc cho mọi người tò mò quan sát, đợi đến lúc mọi người hết hứng thú, nó đột nhiên nhét cái bìa cứng, trên đó có viết cái chữ gì mà mọi người nhìn không hiểu ra làm sao. Trần Dương mới giải thích, rượu nho cho mèo là một cái phát minh của Nhật, mèo uống rượu say nhưng không bị tổn hại thân thể. Đại Béo, mày uống say có mượn rượu làm càn hay không? Câu này khiến vài người bụng dạ khó lường mà chú ý. Ma Tiểu Lỵ nói, em biết ở đâu có thể mua được loại rượu này? Trương Cầu Đạo lạnh nhạt, tôi biết một nơi mua được, đặt hàng, nhận hàng, cùng ngày luôn.
Khấu Tiên Linh yên lặng đưa cho hai người ba lì xì to, mua một thùng luôn. Hắn quay đầu thân thiện nói với Đại Béo, đừng khách sáo, uống như uống nước lã cũng được. Đại Béo lắc đuôi lạnh lùng bỏ đi. Mao Tiểu Lỵ hỏi, vậy mua nữa không? Trần Dương trả lời, tranh thủ thời gian đặt hàng, hai thùng là được, không cần nhiều lắm. Mọi người phải đối xử tốt với Đại Béo, đừng có làm quá. Mọi người gật đầu, bày tỏ ai cũng rất thân thiện. Sau đó đầy hưng phấn mà thảo luận phải làm thế nào để thấy cái núi thịt kia say khướt. Trần Dương dặn dò Mao Tiểu Lỵ nhớ chụp hình và quay video lại. Bầu không khí hòa thuận thoải mái trong phân cục dần dần kết thúc. Mã Sơn Phong báo cáo tổ chức thần bí có khả năng tồn tại sau lưng Dương Hoành và Đổng Hồng cho cái đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Người này thường xuyên tiếp xúc với giới thiên sư, bởi vậy rất để ý cái chuyện này, lập tức tiến hành điều tra, không đến 2 ngày đã có kết quả. Trường Cầu Đạo vẫn điều tra tiền tiên sinh, theo đó hắn bắt đầu đóng cửa công ty điện tử của Lý Gia, dồn tiền vào đầu tư bất động sản. Bạn gái của hắn đã chuyển nhà, hiện tại đang sống chung với hắn. Cô ta tên là Diệp Du Du, hiện đang mang thai 3 tháng. Tiền tiên sinh rất yêu thương Diệp Du Du, không chỉ vì cô ta xinh đẹp, dịu dàng, mà còn vì cô ta khiến hắn có cảm giác tự tin và uy nghiêm, cộng thêm cái đứa bé trong bụng cô ta. Đây là đứa con đầu tiên của hắn, đương nhiên hắn vô cùng coi trọng. Lo lắng là tà ma lần trước sẽ làm hại Diệp Du Du, tiền tiên sinh đưa một căn chung cư thuộc quản lý của hắn cho Diệp Du Du ở, còn thuê người giúp việc chăm sóc cô ấy. Nhưng gần đây Diệp Du Du tâm thần không yên, thường nói với tiền tiên sinh đồ vật trong nhà đang rình xem em sợ lắm. Tiền tiên sinh an ủi, không thẹn với lương tâm, không sợ quỷ thần xâm hại. Em sợ Lý Tiểu Thư kia trả thù, lúc em ở bên cạnh anh, người ta vẫn còn là vợ của anh. Trong lòng em luôn bất an, Lý Tiểu Thư nhảy lầu tự sát, em càng cảm thấy bất an. Không ít người nói anh hại chết Lý Tiểu Thư, em sợ cô ấy tin là thật, làm hại con chúng ta. Diệp Du Du cao chặt lông mày, gương mặt u sầu. Tiền tiên sinh cái vẻ mặt chính trực, không hề lo sợ mà nói, anh tự nhận anh không hề có lỗi với mẹ con của cô ấy, còn rất yêu thương con của cô ấy. Anh chỉ muốn có một đứa con ruột của mình thôi, nhưng cô ấy lại không muốn sinh. Gặp được em, anh mới biết cái gì được gọi là hạnh phúc. Anh vốn muốn ly hôn, hai bàn tay trắng ra khỏi nhà, không ngờ lại xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn. Tiền tiên sinh thở dài rồi nói tiếp, nếu như cô ấy oán giận thì cứ hận anh. Diệp Du Du dựa vào lòng của tiền tiên sinh, nước mắt như mưa. Ngay lúc cô đang cảm động thì bỗng có cảm giác như có một cái ánh nhìn chằm chằm sau lưng cô. Cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm thế này rất là rợn người. Cô quay phát đầu lại, sau lưng là bức tường trống không. Tiền tiên sinh hỏi, Du Du sao vậy? Diệp Du Du do dự rồi nói, em có cái cảm giác ánh mắt đó ở trong bức tường này. Tiền tiên sinh nhìn cái bức tường được dán giấy, bật cười mà nói, ngốc quá, chỉ là bức tường mà thôi, sao nó có mắt được? Được rồi, nếu em sợ thì cứ đến phòng cho khách ngủ, đêm nay anh ngủ ở đây, nếu đúng có vật gì đó anh sẽ bắt nó rời đi, được không? Diệp Du Du gật đầu lo lắng nói, anh phải cẩn thận đó. Tiền tiên sinh cười cười đưa cô ra cửa, gọi người giúp việc đến đỡ cô đi vào phòng khách, rồi mới quay lại về phòng. Vừa đóng cửa, hắn đã lạnh lùng nhìn cái bức tường, bỗng nhiên xé giấy dán tường ra, phía sau bức tường trắng, không có bất cứ thứ gì. Gương mặt của tiền tiên sinh âm u quan sát một lúc, phát hiện chỉ là bức tường bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn nghĩ có lẽ phụ nữ có thai, thần kinh căng thẳng, hay suy nghĩ nhiều mà thôi, sao có thể có tà ma gây họa được. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, hắn làm việc không che vào đâu được, vô cùng kín kẽ, không chút dấu vết. Đến ông trời cũng không biết sự tình, mấy cái thứ quỷ quái kia sao có thể đổ an lên đầu hắn được. Tiền tiên sinh thả lỏng quay lưng đi, không phát hiện bức tường trắng phía sau đột nhiên xuất hiện một cái gương mặt người. Gương mặt kia vô cùng dữ tợn, gào thét muốn xông ra ngoài bức tường. Chỉ một giây sau, hai bên mặt hắn bỗng xuất hiện một cái dấu bàn tay trẻ con đào buốt, khiến hắn không có tiếng động mà rên lên, nhanh chóng rời đi.
Tiền tiên sinh không phát hiện, sau lưng hắn có hai cái gương mặt trắng héo là mặt của trẻ con, một nam một nữ. Hai đầu lông mày hơi giống nhau, gương mặt trắng héo sắp dung nhập vào lưng của hắn, e là quỷ diện sang. Tích lũy thành thù hận, ác nghiệp không tan, sinh ra quỷ diện sang, rửa sạch oan uất. Chiều hôm sau, Diệp Du Du vừa ngủ trưa thức dậy nên cái cảm thấy đói bụng, cô gọi người giúp việc nhưng không thấy ai trả lời. Cô chỉ có thể tự mình xuống lầu. Đến phòng khách, cô bỗng cảm giác căn phòng yên tĩnh đến lạ thường. Cô vừa uống một ngụm sữa thì bỗng cảm nhận được cái ánh mắt đáng ghét kia lại xuất hiện lần nữa. Diệp Du Du quay phắt người lại, hoảng hốt la to: "Ai đó?" Phía sau là căn phòng vắng hoe, không một bóng người. Diệp Du Du thử thăm dò tiến lên. Lúc cô đối mặt với bức tường, ánh mắt đáng ghét đó lập tức biến mất. Bỗng từ trên lầu truyền xuống tiếng cười của trẻ con. Diệp Du Du kinh hãi mà ngẩng đầu nhìn, sao trên lầu lại có tiếng trẻ con đang cười. Kế tiếp là tiếng xe ngựa đồ chơi di chuyển và tiếng nhạc của các món đồ chơi vang lên. Diệp Du Du sợ đến nỗi không dám thở mạnh, cố lớn tiếng hỏi: "Ai đó?" Căn phòng trống rỗng, chỉ vang vọng tiếng nói của cô. Tất cả âm thanh im bặt. Một giây sau lại đột nhiên vang lên, như là cố tình hù dọa Diệp Du Du. Cô đi lên lầu, vào phòng thiếu nhi mà Tiền tiên sinh đã chuẩn bị trước cho con của bọn họ. Diệp Du Du cầm tay nắm cửa, nhắm mắt hít sâu một hơi. Sau đó cô mở to hai mắt, đồng thời đẩy cửa mạnh vào. Trong phòng im lặng như tờ, tất cả mọi thứ đều ở nguyên chỗ cũ. Diệp Du Du đi vào trong phòng kiểm tra một vòng, phát hiện mọi thứ vẫn như cũ. Chuyện vừa xảy ra giống như là cô đang nghe nhầm. Cô kiểm tra thêm một lần nữa rồi mới bước ra khỏi phòng. Lúc sắp bước ra thì cô vô thức nhìn thoáng qua, Diệp Du Du bỗng khựng lại, quay đầu mà nhìn. Cạnh cửa có một con búp bê giấu trong góc, không có cúi đầu sẽ không phát hiện. Cả người Diệp Du Du cứng ngắc. Con búp bê này vốn đặt ở tận trong cùng, sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Không phải vừa rồi cô nghe ngầm sao? Diệp Du Du lùi ra sau một bước, đột nhiên nghĩ cả căn phòng này như có một con quái vật đầy ác ý. Cô xoay người, vội vàng bỏ đi. Sau lưng cô, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại một tiếng. Diệp Du Du không có kiềm chế được mà hét lên, vừa la vừa hét vừa chạy xuống lầu. Đến đầu cầu thang, bỗng một lực từ phía sau đẩy mạnh cô, cơ thể mất thăng bằng và trong phút chốc trời đất như xoay chuyển. Trong giây phút ấy, cô thoáng nhìn thấy cái bóng hai đứa trẻ lờ mờ trên cầu thang, một trai một gái. Cho đến khi bụng của cô quặn đau dữ dội, giữa hai chân có chất lỏng nóng hổi chảy ra, thì hai đứa trẻ ở trên cầu thang mới nở cái nụ cười đầy ác ý, nắm tay nhau quay về phòng. Trong phòng, các món đồ chơi đồng loạt phát ra tiếng nhạc. Tiếng nhạc vốn vui vẻ khiến trẻ con yêu thích, nay là trở nên cực kỳ đáng sợ trong cái căn hộ tịch mịch này. Tối đó, Tiền tiên sinh trở về, giận dữ gào thét trong căn nhà trống rỗng. Hắn chạy lên phòng thiếu nhi, cầm các món đồ chơi đập vỡ tan nát. "Có bản lĩnh thì đến tìm tao này, muốn hại tao đoạn tử tiệt tôn à?" Tiền tiên sinh nở nụ cười dữ tợn. "Một con đàn bà không đẻ được thì đổ đứa khác, dám hại con tao, ngày mai tao sẽ mời thiên sư đến, cho tất cả bọn mày hồn phi phách tán." Tiền tiên sinh cầm cái con ngựa gỗ đồ chơi ném thẳng vào giường nhỏ. "Trả thù tao hả? Dựa vào cái gì mà trả thù tao? Ông trời cũng không dám phán tao có tội. Tao có đánh chúng mày hồn phi phách tán cũng là trừng phạt đúng người đúng tội. Đám thiên sư kia đều đứng về phía tao. Chúng mày là bị tà ma hại chết, là tự sát, liên quan gì đến tao?" Con ngựa gỗ đồ chơi đập mạnh vào giường rồi lại bắn ngược lên tường, vang lên tiếng động thật to. Diệp Du Du sảy thai, đứa bé không còn. Tiền tiên sinh cực kỳ tức giận. Sau khi xả giận xong, hắn chăm thuốc ngồi trong phòng một lúc rồi mới xoay người bước đi, quyết định lập tức liên lạc với thiên sư. Lúc hắn vừa xoay người, hai gương mặt trên lưng áo bỗng mở mắt ra, nhìn cái căn phòng thiếu nhi bị đạp tan hoang. Chúng thương tâm gào khóc, tiếng khóc thê lương khủng khiếp. Tiền tiên sinh hoảng sợ quay đầu lại, bỗng một con quay đồ chơi dùng tốc độ kinh hoàng lướt qua trước mặt hắn. Lưỡi dao của con quay rất sắc, cộng với tốc độ quay nhanh rất là dễ khiến cho da thịt người bị cắt.
Tiền tiên sinh nghiêng người vất vả mà tránh thoát, một cái quả bóng cao su lăn đến bên chân hắn. Hắn vô ý đạp trúng, ngã sắp xuống. Vừa ngẩng đầu đã đối diện với một cái nỏ tâm. Cái nỏ kéo căng chờ bắn, hắn còn chưa kịp phản ứng, cây tâm đã ghim thẳng vào mắt phải của hắn. À. Tiền tiên sinh gào thét thảm thiết, đau đớn lăn lộn trên sàn. Bỗng hắn nghe tiếng con nít quỷ dị vang lên bên tai. Ba, chúng con thấy. Chứng kiến ba và bà nói chuyện, cho bà tiền. Ba nói bà nội nuôi rắn, để rắn cắn chúng con. Đau, đau lắm ba. Hai đứa trẻ bị tà ma trong bức tượng Bồ Tát giết chết. Chúng nghe thấy tiền tiên sinh nói phương pháp tà khí đó cho bà nội biết. Bọn nhỏ không hiểu đầu không hiểu đuôi, lại càng không biết tiền tiên sinh chỉ nói bóng nói gió, không có nói rõ ràng. Bọn nhỏ chỉ biết là vì tiền tiên sinh mà chúng nó chết rất là đau đớn. Tiền tiên sinh biết hai cái đứa trẻ kia nhìn thấy, trong lòng sợ hãi. Hắn cho là lừa được quỷ thần và địa phủ, không ngờ lại bị hai cái đứa nhỏ chứng kiến. Nghe thấy hai đứa bé gọi mẹ vợ hắn là bà nội, hắn càng chán ghét. Rõ ràng là bà ngoại mà lại kêu bà nội, đồ vô ơn, nuôi chúng chỉ phí công. Tiền tiên sinh dãy dụa bò ra khỏi phòng, nghe được tiếng người giúp việc kinh hô, lúc này hắn mới yên tâm ngất đi. Một giây trước khi ngất, hắn còn ác độc nghĩ, nhất định phải mời thiên sư đánh hai con tiểu quỷ kia hồn phi phách tán, dù đến địa phủ cũng không thể mở miệng được. Diệp Du Du nằm trên giường bệnh, vì sảy thai mà cái gương mặt trắng bệch, vẻ mặt chết lặng. Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cô gái cao gầy bước vào. Cô ta mặc áo khoác đen, đeo kính râm, môi đỏ mọng. Cô đi đến trước giường bệnh, tháo kính râm lộ ra cái khóe mắt bầm xanh. Diệp Du Du thấy thế, gương mặt đau lòng nói, chị lại gặp tên huấn luyện viên tư nhân đó sao? Hắn luôn đánh chị. Hắn không đánh được nữa rồi. Cô gái kia cười nhạt, giải quyết rồi. Ừ. Cô gái mở cái nắp chén sứ, múc từng muỗng canh gà đốt cho Diệp Du Du. Đứa bé không còn à? Vâng. Vẻ mặt Diệp Du Du nhàn nhạt, trong lòng không hề đau khổ chút nào. Hai tiểu quỷ âm hồn không tan, bám da như đĩa. Cô gái dịu dàng nói, tiền tiên sinh chắc chắn rất tức giận. Hắn bị đâm mù mắt phải, hai tiểu quỷ quấn lấy hắn, hắn không sống được bao lâu nữa đâu. Vậy mà vẫn cứ tưởng là có thể lừa dối được quỷ thần, tự cho mình là Phượng Hoàng Nam cao quý, chỉ là một gã bị đùa bỡn mà thôi. Diệp Du Du nắm cổ tay cô gái kia, chị, chúng ta trốn đi. Cô gái kia lẳng lặng mà nhìn Diệp Du Du, cho đến khi cái tia sáng trong mắt của Diệp Du Du ảm đạm đi, ngoan ngoãn ăn canh. Cô gái vuốt đầu em gái của mình mà nói, người đáng ghét nhiều như vậy, nếu trốn đi thì sao có thể thanh trừ được bọn chúng. Trần Dương và Trương Cổ Đạo nhận được tin tức của tiền tiên sinh xảy ra chuyện, bèn đến bệnh viện. Trên đường gặp được cô gái đeo kính râm mặc áo khoác đen, hai bên lướt qua nhau. Trần Dương bỗng khựng lại, quay đầu nhìn cô gái. Trương Cổ Đạo hỏi, anh biết cô ta à? Nữ sinh bị Đổng Hồng tấn công hôm đó, tuy trang điểm và phong cách có không giống nhau, nhưng khung xương giống nhau. Cậu nhìn người thường, nhìn khung xương trước, sau đó mới nhìn cái tướng mạo. Cậu tiếp tục sải bước, không chú ý nhiều đến cô gái kia. Trần Dương chuyển đề tài mà nói, tiền tiên sinh nằm ở phòng bệnh nào? Phía trước. Trương Cầu Đạo dẫn đường, hắn bị mù mắt phải, gọi điện khóc lóc kể lể với em, nói là mình gặp phải quỷ. Em hỏi hắn là chọc tiểu quỷ ở đâu, hắn lại nói không biết. Hai đứa bé nhà họ Lý à? Em cũng đoán vậy. Hai người đi vào phòng bệnh của tiền tiên sinh. Hắn đang ghé lưng, vừa thấy Trương Cầu Đạo bước vào, hắn vội vã ngồi dậy. Khi chào đến Trần Dương, con người bên trái hắn bỗng co rút, vẻ mặt hơi cứng ngắc. Cậu quan sát được, trong lòng xác định là tiền tiên sinh nhận biết cậu, nhưng cậu chỉ đứng một bên không lên tiếng. Tiền tiên sinh cười hỏi, Trương Thiên Sư, vị này là? À, là bạn của tôi. Trần Dương cười mà nói, tôi họ Trần, chào tiền tiên sinh. Trương Cầu Đạo lên tiếng, tiền tiên sinh, ngài kể lại chuyện một lần nữa đi. Tiền tiên sinh tường thuật lại mọi chuyện xảy ra tối hôm đó, chỉ là không nhắc đến cái câu của mấy cái tiểu quỷ. Hắn cười khổ nói, tôi tưởng hai cái đứa bé kia đố kỵ em trai, lại quá nhớ tôi,
muốn tôi xuống dưới cùng với chúng. Ai ngờ tụi nhỏ hại chết em trai còn chưa ra đời, bây giờ còn muốn hại chết tôi. Tôi chết cũng không sao, chỉ là hai cái đứa nhỏ không hiểu chuyện, vì đố kỵ mà phạm tội giết người, phải xuống địa ngục. Mong hai vị có thể đưa chúng vào luân hồi. Trương Cầu Đạo nói, trẻ con mất sớm, án khí rất là nặng, tính ghen tị cũng rất đáng sợ. Nếu hai đứa nhỏ thà rằng không vào luân hồi cũng muốn kéo anh xuống dưới, cả nhà đoàn tụ, vậy anh nên làm gì bây giờ? Tiền Thiên Sinh tươi cười cứng ngắc, tôi cũng không biết, tôi chỉ hy vọng bọn nhỏ đừng lạm sát người vô tội. Đứa bé trong bụng Du Du bị hại chết, xích nữa Du Du cũng bị hại chết. Bọn nhỏ đã tạo sát nghiệp, tôi sợ chúng lại phạm sai lầm. Nếu bọn nhỏ không chịu vào luân hồi, tôi tình nguyện vì đại nghĩa mà quên thân. Trần Dương lên tiếng, Tiền Tiên Sinh cứ nói đùa, hai đứa bé chỉ muốn cha, cả nhà đoàn tụ, án khí sẽ tự nhiên tan biến, không tạo sát nghiệp. Hả? Cậu bỗng bật cười, tôi chỉ đùa thôi, đừng có để ý. Tiền Tiên Sinh cứng ngắc mà cười cười, vòng tay gãi ra sau lưng. Trần Dương thấy thế bèn hỏi, Tiền Tiên Sinh cứ gãi lưng mãi, sau lưng rất ngứa à? Đúng vậy, từ hai ngày trước đã bắt đầu ngứa, thỉnh thoảng còn đau buốt. Bác sĩ kiểm tra cũng không phát hiện được gì, không biết có phải có bị di chứng gì hay không. Tiền Tiên Sinh dùng lực vừa gãi vừa nói, để tôi xem, chẳng lẽ là gặp tà ma? Trần Dương cười cười đứng lên. Tiền Tiên Sinh phối hợp xoay người, kéo gáo bệnh nhân lên cho hai người xem lưng. Cậu và Trương Cầu Đạo tiến lên nhìn, gương mặt lập tức nghiêm túc. Hai người liếc nhìn nhau, không tiếng động mấp máy môi, quỷ diện sang. Trương Cầu Đạo gật đầu. Phần lưng của Tiền Tiên Sinh mơ hồ xuất hiện hai cái gương mặt đã có ngũ quan. Một khi ngũ quan hoàn chỉnh nhô ra, muốn loại trừ không dễ dàng. Quỷ diện sang giống như thù kiếp trước, kiếp này đến báo. Trừ phi niệm kinh Từ Bi Tam Muội Thị Sám của nhà Phật, bằng không khó quá giải án khí của quỷ diện sang. Một khi mà quỷ diện sang trưởng thành, nó có thể nói chuyện, phải đút nó ăn cơm, bằng không nó sẽ rên rỉ suốt cả ngày đêm, quấy nhiễu không yên. Đồng thời khi nó đói bụng, nó sẽ gặm cắn máu thịt của ký chủ, khiến ký chủ đau đớn không ngừng. Có thể nói đây là một cách thức trả thù tàn độc, trừ phi là thù hận sâu sắc hoặc là thù hận từ đời trước. Sau lưng Tiền Tiên Sinh là hai gương mặt của trẻ con, rất là dễ dàng đoán được là ai. Trần Dương và Trương Cầu Đạo yên lặng, mà cậu còn ra tay vẽ bùa, ẩn đi cái hình hài của hai cái đứa trẻ ở trên lưng hắn, đợi nó trưởng thành, không cách nào loại bỏ được mới hiện ra. Hai người bày tỏ sẽ đến căn hộ của Tiền Tiên Sinh xem xét, bây giờ trở về để chuẩn bị pháp khí. Lúc rời đi, Trần Dương quay đầu hỏi hắn, Tiền Tiên Sinh, một người làm sai, có nên sám hối không? Tôi nghĩ sám hối cũng vô dụng, không bằng dốc sức bù đắp tội lỗi. Ngay cả sám hối cũng không thì bù đắp cái gì? Trần Dương gật đầu rời đi. Không phải cậu không cứu Tiền Tiên Sinh, mà là do hắn không biết sám hối. Muốn trị quỷ diện sang, cần phải cử hành tụng kinh Từ Bi Tam Muội Thị Sám, dùng nước pháp Tam Muội gọt rửa quỷ diện sang. Từ Bi Tam Muội Thị Sám vốn là một bộ kinh Phật, muốn dùng nước pháp Tam Muội, yêu cầu đương sự phải sám hối, thật lòng ăn năn sám hối mới soi dịu được oán khí của quỷ diện sang. Huống hồ cậu cũng không muốn cứu Tiền Tiên Sinh. Đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Nhân quả báo ứng, ân oán giữa bọn họ, ngay cả âm tào địa phủ cũng không thể can thiệp. Đương nhiên Trần Dương cũng sẽ không nhiệt tình mà can thiệp. Cậu nói với Trương Cầu Đạo, đi tàu điện ngầm hay đi xe buýt về? Đi xe buýt. Hai người không có muốn đến nhà của Tiền Tiên Sinh, hai tiểu quỷ đã quấn lấy hắn, có đến thì cũng vô dụng. Trần Dương nói, trong phân cục chúng ta, ngoại trừ chú Mã và Khấu Tiên Linh, những người còn lại đều không biết lái xe. Cậu rầu rĩ nói, mỗi lần ra ngoài thật phiền phức. Tổng cục đã cấp hai chiếc xe, đáng tiếc ngoại trừ Mã Sơn Phong và Khấu Tiên Linh, mấy người còn lại không có biết lái. Trương Cầu Đạo nói, em biết lái, nhưng cậu không có bằng lái. Hắn không kiên nhẫn mà chặt một tiếng. Hắn thi bằng lái rất nhiều lần, nhưng lại không đậu. Trần Dương đề nghị,
Hay là lần sau cậu mua chút quà, nhét lì xì vào đó tặng cho thầy hướng dẫn. Trương Cầu Đạo từ chối. Em có thể tự thi lấy bằng lái, lấy được bằng lái là vinh dự của nam giới, em không đi cửa sau đâu. Trương Cầu Đạo vỗ tay bôm bớp. Tốt, suy nghĩ này rất tốt, lái xe vốn là chuyện nguy hiểm, nghiêm túc bảo đảm an toàn tính mạng của bản thân và cả của người khác nữa. Hiện tại, cậu thật tâm nghĩ như vậy, nhưng sau này, trong một lần đi ra ngoài làm nhiệm vụ, đuổi theo khỉ mặt xanh, phải ngồi xe của Trương Cầu Đạo, lần đó cậu có cái cảm giác, loại chuyện tặng quà, tặng bao lì xì cho thầy hướng dẫn, để ông ta không cấp bằng lái cho Trương Cầu Đạo, cũng là chuyện nhỏ mà cậu cũng có thể làm được. Lúc đứng chờ xe buýt, Trương Cầu Đạo thấy đồ sốc từ tâm tòa nhà đối diện bước ra, hắn chỉ cho Trần Dương, thì nhìn sang, đồ sốc bên kia cũng vừa lúc nhìn thấy cậu. Cậu tươi cười sải bước đi đến, đồ sốc mới bước ra khỏi tòa nhà, không biết làm cái gì, người phía sau cung kính nhìn theo hắn, mà bên cạnh hắn còn có một người đàn ông cao to đến 2 mét, gương mặt nghiêm túc, chính trực. Trần Dương nhìn cái người này, chẳng hiểu sao lại nhớ đến hình vẽ quỷ đế Ngũ Phương râu ria đầy mặt kia. Trần Dương đến gần đầu sóc, vài câu đã kể rõ tình hình, sau đó cậu hỏi về người bên cạnh. Đầu sóc nói, hắn là Chu Khất. Hắn không giới thiệu Trần Dương, nhưng dường như Chu Khất đã biết cậu. Trần Dương lịch sự cười cười, hai mắt Chu Khất lấp lánh nhìn cậu, giọng nói như chuông vàng, giọng dạc hô to, chào chị dâu. Trương Cầu Đạo xích nữa thì sặc nước bọt, đương sự Trần Dương lại bình tĩnh cười cười, lườm đổ sóc một cái, người sao lại không có thay đổi, nói, đàn em. Cậu lấy một cái thỏi vàng đưa cho Chu Khất làm quà gặp mặt. Chu Khất do dự, đổ sóc thấy vậy bèn lên tiếng, chị dâu cho thì nhận đi. Thế là Chu Khất nhận cái thỏi vàng ấy, Trần Dương đặt vào tay hắn, đồng thời bấm vài cái thủ pháp, thỏi vàng lập tức bốc cháy. Một giây sau, một thỏi vàng óng ánh chân thật xuất hiện trong tay Chu Khất. Hắn cảm ơn, rồi nó còn công việc bộn bề nên rời đi trước. Trương Cầu Đạo đứng bên cạnh mà nhìn, cũng muốn nói đi đến khu bên cạnh mua đồ điện tử, tự mình đi trước. Còn lại Trần Dương và Đỗ Sóc, hắn kéo tay cậu, 10 ngón tay đan vào nhau cùng sải bước. Anh đậu xe trong bãi, chúng ta về thôi. Ừ, sao anh lại ở đây? Đến bãi đậu xe, Trần Dương đột nhiên nhớ tới cái chuyện này. Đồ sóc mở cửa xe cho Trần Dương bước vào, sau đó hắn vòng qua, ngồi ghế lái rồi nói, gần đây Phong Đô có chút chuyện, thắt dây an toàn vào. Trần Dương cài dây an toàn và nói, chuyện gì, có nghiêm trọng lắm không? Có vài người chết, nguyên nhân cái chết thoạt nhìn là bình thường, nhưng vẫn có điểm kỳ lạ, đang tiến hành điều tra. Hắn nghiêng người, hôn lên môi Trần Dương, đi thôi. Ừ. Diệp Du Nhã cởi quần áo đi vào phòng tắm, mở máy nước nóng, vòi sen phun nước nóng vừa phải. Cô giơ tay thử nhiệt độ, gương mặt hơi do dự. Cuối cùng cô cũng bước vào vòi sen, nhắm hai mắt lại, đứng ở dưới cái làn nước ấm. Diệp Du Nhã lần mò nhấn chai dầu gội. Vì cúi đầu nhắm mắt, cô không có nhìn thấy ở trên bức tường trong phòng tắm xuất hiện một gương mặt đàn ông trung niên, ngũ quan hắn nhô ra, mắt trợn tròn, ánh mắt dung tục mà biến thái. Cái khoe miệng hắn không khống chế được mà cong lên, đầu lưỡi vươn ra từ cái bộ phận giống như cái miệng, liếm liếm bọt nước văng lên tường, sau đó nở nụ cười thỏa mãn, cực kỳ biến thái buồn nôn. Lại nữa rồi, ánh mắt biến thái ghê tởm, dừng thật lâu trên người không mất đi, Diệp Du Nhã nổi cái da gà, cổ và cánh tay. Cảm giác buồn nôn dâng lên khiến cô muốn nôn mửa. Cô giơ tay lấy cái khăn lông, lúc chạm đến cái khăn, mu bàn tay như bị thứ gì đó liếm một cái. Diệp Du Nhã sợ hãi, nắm chặt cái khăn, rụt tay về, vội vã rửa mặt rồi quấn lấy khăn tắm lùi ra tắm rèm, nhìn chằm chằm cái bức tường ở trong phòng tắm. Lúc Diệp Du Nhã xoay lưng về phía tấm rèm, cô không nhìn thấy ở trên tấm rèm chậm rãi nhô ra một cái hình người. Bóng dáng người kia dán sát vào cô, vẻ mặt si mê. Cô bỗng quay phát đầu lại, giật cái tấm rèm ra, phía sau trống không. Diệp Du Nhã không có dám thả lỏng, cô cảm nhận được trong nhà còn có một người khác, cũng có thể là đồ vật. Thứ đó nhìn lén cô, ánh mắt hạ lưu ghê tởm làm người ta khó chịu. Thứ đó càng ngày càng quá đáng, thậm chí dám đụng chạm vào người của cô.
Diệp Du Nhã đi vòng quanh nhà để kiểm tra một vòng, không phát hiện dị thường. Vì vậy cô bắt đầu mở kinh văn, ánh mắt ghê tởm đó mới từ từ biến mất. Buổi tối đến giờ đi ngủ, cô tắt kinh văn rồi lên giường. Trước đây mỗi ngày đều mở kinh văn, thứ kia sẽ không xuất hiện cả đêm. Diệp Du Nhã an tâm đi ngủ, đến nửa đêm bỗng có cái thứ gì đó liếm láp ở trên mặt. Cô choàng tỉnh, vừa mở mắt đã đối diện với cái gương mặt lòi ra từ vách tường. Diệp Du Nhã cúi đầu, phát hiện cái thứ đó đã nhô ra khỏi tường đến nửa thân người, đang cố gắng xâm hại cô. Thấy Diệp Du Nhã tỉnh lại, thứ đó còn nở nụ cười hạ lưu. Con người của Diệp Du Nhã co rút, rốt cuộc hét lên chói tai. Mao Tiểu Lỵ đang đạp xe ngang qua lệ viên, bỗng nhiên phía sau có vật gì đó nhảy lên yên xe, gây ra một cái tiếng vang thật lớn. Xe đạp chấn động, bánh trước nhổng lên khỏi mặt đất 2 cm. Cô nàng quay đầu lại, trông thấy cái núi thịt đang ngồi phía sau yên, vững vàng như núi. Mao Tiểu Lỵ rũ mắt, liếc nhìn người ngồi sau, nặng tầm 20 kg mỡ thịt, có vẻ như đã lấp hết chỗ ngồi ở phía sau của yên xe, thậm chí là làm cho bánh xe hơi lõm xuống. Yên lặng vài giây, cuối cùng cô lên tiếng: "Đại béo, có phải mày lại mập lên rồi phải không?" Hai mắt uyên ương của đại béo lạnh lùng mà nhìn Mao Tiểu Lỵ, ngậm một cái bìa cạc tông, trên đó viết: "Không có." Mao Tiểu Lỵ cười nhạt, vừa rồi tối là chạy đến phân cục ăn trực, còn thêm cá rán là đồ ăn vặt, đặc biệt biết chọn lúc Trần Dương nấu cơm mới đến, ăn cơm Trần Dương nấu, ai mà không mập. Vì thế Mao Tiểu Lỵ chở đại béo đến phòng tập thể thao ở cổng trường, ở đó có một cái cân điện tử, sinh viên đi ngang qua hay bước lên cân thử. Mao Tiểu Lỵ xuống xe, ôm đại béo, nó bám dính lấy yên xe, không chịu xuống. Có bản lĩnh thì xuống cân, chắc chắn mày phải hơn 25 kg rồi. Đại béo liếc mắt tay ngơ, Mao Tiểu Lỵ nói tiếp: "Mày không cân cũng không sao, tao về nói với anh Trần, mèo mập hơn 25 kg không tốt cho cơ thể, anh Trần sẽ tự động cho mày giảm béo." Đại béo run run rê mép, ngẩng đầu nhìn Mao Tiểu Lỵ. Cô nàng khua tay múa chân ra hiệu, lúc trước còn có thể nhìn thấy cái cổ và tay mày cong vi diệu, hiện giờ từ dưới càm nhìn lên toàn là thịt, mất luôn cái cổ rồi. Xem tư thế của Mao Tiểu Lỵ nhất định là phải biết cân nặng chính xác của đại béo, nó không còn cách nào khác, ngậm bìa cứng: "Cô cũng tăng 2,5 kg Mao Tiểu Lỵ không tin, vì vậy một người một mèo đều cân. Xem xong cân nặng chính xác, cả hai đều im lặng, nhanh chóng hòa thuận, thậm chí bắt đầu xây dựng tình chiến hữu khá vi diệu. Mao Tiểu Lỵ xuống tinh thần, thở dài mà đạp xe về. Bỗng phía sau có người gọi cô. Cô nàng quay đầu lại, trông thấy một nữ sinh thở hổn hển chạy đến trước mặt cô. "Mao, Mao Tiểu Lỵ đúng không? Tìm tao có việc gì à? Mua bùa hay có tin tức?" Nữ sinh lắc đầu: "Không phải, cậu còn nhớ tôi không? Tôi là người bị Đổng Hồng tấn công lần trước, Diệp Du Nhã." Mao Tiểu Lỵ nhớ ra: "À, tôi nhớ rồi, cậu có chuyện gì sao? Tôi nghe nói cậu đang bán bùa, tôi không mua bùa, tôi muốn hỏi cậu có phải là thiên sư không? Tôi gần đây gặp phải chuyện kỳ quái, rất đáng sợ. Tôi không biết tìm ai, nghe mọi người nói cậu bán bùa, chuyện mèo yêu lần trước cũng là cậu giới thiệu thiên sư cho hiệu trưởng. Vậy nên tôi muốn hỏi cậu có thể tìm thiên sư giúp tôi không?" Mao Tiểu Lỵ quan sát Diệp Du Nhã từ trên xuống dưới, sau đó đưa cho cô một cái lá bùa. Diệp Du Nhã nhận lấy, phát hiện lá bùa lập tức đen phân nửa. Cô hoảng sợ: Chuyện gì vậy? Có tà khí xâm nhập vào người." Mao Tiểu Lỵ cầm cái lá bùa ném vào thùng rác rồi nói: "Tôi đến nhà cậu xem sao. Lên đi, tôi chở cậu." Diệp Du Nhã cúi đầu nhìn đại béo chiếm mất cái yên sau, nhìn thế nào cũng không còn chỗ trống. Mao Tiểu Lỵ quay đầu nói: "Béo, lên giỏ xe." Đại béo bất đắc dĩ làm ổ trong giỏ xe, thế nhưng giỏ xe quá nhỏ, mấy ô vuông trên giỏ xe xiết mèo béo lòi ra mấy cục thịt tròn ô vuông. Mao Tiểu Lỵ nhìn chằm chằm cái núi thịt đại béo mà cười đến muốn chảy nước mắt, sau đó nhanh chóng lấy di động chụp hình. Đại béo bình tĩnh lạnh lùng vẫn bất động như núi. Diệp Du Nhã ngồi phía sau xe do dự có nên nhắc nhở Mao Tiểu Lỵ không. Cô vừa định lên tiếng thì nghe Mao Tiểu Lỵ nói: "Ngồi cho chắc nha." Sau đó đạp xe nhanh về phía trước. Mao Tiểu Lỵ đạp xe như bay, xem ra còn rất là nhẹ nhàng. Diệp Du Nhã vốn là muốn nói đi xe buýt, lúc này cô bị nghẹn lại.
có thể thỉnh thoảng chỉ đường cho Ma Tiểu Lỵ. Suốt thời gian còn lại cô đều im lặng, hơi nghiêng đầu lộ ra nửa cái bên mặt để mà nhìn Đại Béo. Hai mắt uyên ương của mèo mập đột nhiên nhìn thẳng vào mắt của Diệp Du Nhã, cái ánh mắt bình thản như nhìn thấu tất cả. Diệp Du Nhã cười cười rụt đầu về. Ma Tiểu Lỵ dừng xe dưới lầu rồi cùng Diệp Du Nhã đi lên. Lúc cô đang đậu xe, Đại Béo đã nhảy ra khỏi vỏ xe rồi biến mất như một làn khói. Diệp Du Nhã hô to, Đại Béo. Không cần để ý đến nó đâu, nó tinh lắm. Chúng ta lên lầu trước, cậu kể lại tình hình cụ thể đi. Tôi vừa chuyển đến đây không lâu, có cảm giác trong nhà có vật gì đó sống cùng với tôi. Trong nhà còn thường xuyên xuất hiện tóc và quỷ ảnh, đồ đạc trong nhà giống như là đã bị sử dụng. Đáng sợ nhất là tôi có cảm giác có một cái ánh mắt luôn rình mò, cặp mắt kia ẩn ở trong tường. Khuya hôm qua tôi đột nhiên tỉnh lại, phát hiện cái thứ đó đang bò ra khỏi tường và muốn... Ma Tiểu Lỵ nghe vậy thì lên tiếng, là một tên biến thái. Hai người vào nhà, Diệp Du Nhã dẫn Ma Tiểu Lỵ vào phòng ngủ. Trong phòng có một cái giường lớn kê sát tường. Trên tường có giấy dán, Diệp Du Nhã bước lên giường. Đêm qua tôi mới dán lên vì sợ quá. Cô xé giấy dán tường, bức tường đột nhiên xuất hiện một người đầy đủ ngũ quan. Nó mở to hai mắt mà nhìn chằm chằm xuống giường, đầy hạ lưu và biến thái. Ma Tiểu Lỵ so càm quan sát một lúc, rồi lấy lá bùa ngủ lôi ra thử, nhưng lại không nghe thấy tiếng tà ma kêu rên thảm thiết. Cô suy nghĩ một lúc, rồi quay đầu nói với Diệp Du Nhã. Cậu đi tìm công nhân đến đập cái bức tường này xem. Diệp Du Nhã không hiểu ra làm sao, nhưng vẫn làm theo. Nửa giờ sau, hai công nhân bắt đầu chuyển giường lớn ra khỏi phòng ngủ, sau đó đục bức tường. Mới vừa đục một chút, hai người đã phát hiện không đúng. Hai người công nhân đều có kinh nghiệm, phát hiện bất thường, bèn cẩn thận đục dọc theo tường. Đục được một lúc lại phát hiện có một cái hốc. Một công nhân thò tay vào, lục lọi, mò được một vật hình tròn dính vào cái thứ gì đó cứng rắn. Hắn dùng lực kéo ra, đó là một vật hình tròn màu xám trắng. Công nhân còn lại cũng nhích đến gần xem, vẫn không nhìn ra vật tròn xám trắng là cái thứ gì. Vì thế hắn cũng thò tay vào mò mẫm, ai ngờ moi ra được răng tóc. Hắn sợ hãi hét to. Người kia cúi đầu nhìn vật tròn tròn trong tay, lúc này còn không rõ là thứ gì nữa à, đây chính là tròng mắt. Hắn sợ đến nỗi mềm chân, buông tay lùi ra về sau, té ngã đập mông xuống nền đất. Ma Tiểu Lỵ thấy răng và tóc ở trong tay của hai người bèn lên tiếng, quả nhiên. Cô nàng dứt khoát cầm cái xẻng đập vào tường, rốt cuộc trông thấy một cái thây khô bị nhét ở trong tường. Diệp Du Nhã vịnh cửa, cả người run rẩy, giọng nói cũng phát run, trong vách tường có thi thể. Ma Tiểu Lỵ nghĩ không nên kích thích thêm Diệp Du Nhã nữa, dù sao mỗi tối một mình ngủ cách vách tường xác chết như thế, quả nhiên giống như là ngủ cùng thi thể. Buồn nôn nhất chính là thi thể này rất hạ lưu, nghĩ thế nào cũng thấy rất là đáng sợ. Báo cảnh sát đi. Đại Béo đẩy cửa sổ ra, nhảy vào phòng ngủ phụ. Cửa phòng đóng chặt. Nó đi vài vòng trên tủ đầu giường, rồi mở ngăn kéo hai cái tấm hình bên trong ra. Nó ngậm lấy cái tấm hình, nhảy ra khỏi cửa sổ, đóng cửa sổ lại, rồi mới linh hoạt nhảy xuống lầu. Vừa tiếp đất, Đại Béo lập tức ẩn mình vào trong bụi cây. Tiếng xe cảnh sát vang lên rồi dừng lại ngay bên cạnh. Mèo mập ló đầu ra nhìn, phát hiện cảnh sát đi vào tòa nhà. Không lâu sau, Ma Tiểu Lỵ từ trên lầu đi xuống. Lúc cô đang dắt xe đạp, Đại Béo nhanh chóng nhảy lên ngồi vững ở yên sau. Sau khi tất cả mọi người đã rời đi, Diệp Du Nhã đi vào phòng ngủ phụ, phát hiện mấy cái sợi lông mèo ở trên tủ đầu giường. Cô lập tức kéo cái căn tủ ra kiểm tra, phát hiện thiếu mất hai cái tấm hình. Cô cao mày, cố gắng liên hệ với những người khác. Diệp Du Nhã không muốn vì bại lộ thân phận mà bị chơi chết. Ma Tiểu Lỵ quay về phân cục tường thuật lại cho mọi người chuyện vừa xảy ra, mọi người cũng không lưu ý gì nhiều. Vài ngày sau, cô nàng thông báo đã tra được thông tin nạn nhân cùng nguyên nhân tử vong. Nạn nhân là một tên bợm rượu, 5 năm trước uống rượu say, không cẩn thận rơi vào bê tông chưa khô mà ngủ say như chết. Lúc đó tòa nhà còn đang xây dựng, các công nhân không chú ý nên đổ bê tông vào giữa các bức tường. Bọn họ cũng không biết lúc đó tên bậm rượu còn sống hay không.
Nếu còn sống thì lúc tỉnh dậy sẽ càng tuyệt vọng, Ma Tỷ Lệ nói. Vừa khéo lại là bức tường phòng ngủ của nhà Diệp Du Nhã. Cảnh sát tìm video giám sát 5 năm trước, thấy rõ một màn này. Nhưng ông chủ tòa nhà sợ chuyện này ồn ào huyên náo sẽ bị cưỡng chế đình công, thế là làm lơ, như không có chuyện gì xảy ra, còn giấu cái đoạn video này đi. Trần Dương hỏi, chủ tòa nhà là ai? Tiền Tiên Sinh. Ma Tỷ Lệ trả lời, thật trùng hợp, em thấy Tiền Tiên Sinh này đúng thật không phải là người tốt lành gì. Báo ứng, 2 ngày trước, hắn đã bị cảnh sát tạm giam để điều tra, chuyện thi thể trong vách tường cũng đã bị truyền ra. Dù Tiền Tiên Sinh không bị bắt, cũng sẽ bị phá sản. Sau khi vợ chết, Tiền Tiên Sinh nhanh chóng đầu tư toàn bộ tiền bạc vào bất động sản. Tòa nhà này xảy ra chuyện như vậy, còn ai dám mua nhà ở chứ? Trương Cầu Đạo nói, quá trùng hợp. Hắn nhìn về phía Trần Dương, lần trước anh nói người ở bệnh viện là Diệp Du Nhã, là cùng một người sao? Là một người, khi đó Tiền Tiên Sinh bị thương ở mắt phải đang nằm viện. Đại béo bỗng nhảy từ cửa sổ vào, ngậm hai cái tấm hình đặt xuống trước mặt mọi người. Một tấm hình đã cũ, hơi ố vàng. Đó là ảnh chụp một nhà bốn người, cặp vợ chồng trẻ và hai cô bé. Tấm còn lại là Diệp Du Nhã khi trưởng thành và một cô gái rất giống cô. Trương Cầu Đạo cầm cái tấm hình mà xem, đột nhiên lên tiếng. Diệp Du Du là chị em của Diệp Du Nhã. Ma Tỷ Lệ hỏi, Diệp Du Du là ai? Bạn gái hiện tại của Tiền Thi Sinh, nghe nói bị sảy thai. Trần Dương cầm hai cái tấm ảnh thì thầm, thật sự là quá trùng hợp. Cậu chăm chú mà nhìn một lúc rồi nói, Khấu Tiên Linh, anh có thể liên hệ với bên cảnh sát hình sự lấy tư liệu về nạn nhân trong bức tường, bao gồm cả video giám sát không? Được. Mao Tiểu Lệ hỏi, anh Trần, anh phát hiện được điều gì à? Anh có cảm giác tất cả những người này đều bị cuốn vào một cái bẫy, tầng tầng lớp lớp. Anh muốn biết Tiền Tiên Sinh, Diệp Du Nhã, Diệp Du Du có liên quan gì đến tổ chức thần bí giống như Đổng Hồng và Dương Hoành hay không? Không thể nào, Mao Tiểu Lệ thốt lên. Chỉ sợ chân tướng chính là như vậy. Hơn nữa, mọi người có cái cảm giác chính chúng ta cũng bị dính vào không? Những người còn lại sửng sốt. Mao Sơn Phong suy nghĩ một lúc rồi nói, đầu tiên là Tiểu Lệ, tiếp theo là Trần Dương, hai đứa đều tham gia vào cái vụ mèo yêu và cái vụ giấu xác ở trong tường, phân biệt tiếp xúc với Đổng Hồng và Diệp Du Nhã. Còn Cầu Đạo thì tiếp xúc với Tiền Tiên Sinh và Diệp Du Du trong cái vụ tượng gỗ. Tóm lại, hiện tại chỉ có chú và Khấu Tiên Linh là không có dính vào. Khấu Tiên Linh đi tới nói, chưa chắc, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tiếp theo chính là tôi. Tôi đã đi hỏi thăm bên cảnh sát hình sự, bên kia đã xin chỉ thị xong sẽ gửi tư liệu cho chúng ta. Lúc nãy tôi có một cái nghi vấn, Tiền Tiên Sinh giữ cái đoạn video giám sát kia, chắc chắn hắn sẽ hủy nó. Vậy ai đưa cảnh sát cái đoạn video đó? Đây chính là một cái vấn đề quan trọng mà đến lúc này bọn họ vẫn không có đầu mối nào. Mà Tỷ Lệ nói, nói đi nói lại, thật ra Đại Béo cũng bị lừa. Nếu Diệp Du Nhã là người của tổ chức thần bí kia, thì cô ta chính là cố ý muốn chơi Đổng Hồng. Nhưng nếu như Đại Béo không xuất hiện, Đổng Hồng có thể thật sự đã giết cô ta. Em đã vào nhà cô ta một lúc, trong nhà không có bất kỳ đồ chơi nào, thức ăn hoặc ảnh chụp về mèo. Cô ta không giống là đảng mèo. Đại Béo run run lông. Trần Dương như có điều suy nghĩ mà nhìn nó. Cậu nhặt sợi lông mèo rơi trên bàn rồi nói, theo như lời em nói, có lẽ chúng ta đã bị lộ rồi. Đúng lúc này, di động của Khấu Tiên Linh vang lên, tiếng thông báo có thư gửi đến. Hắn mở ra xem, là một video và một phần tài liệu. Khấu Tiên Linh mở máy tính đăng nhập hộp thư, sau đó bấm nút mở xem video tước. Trong video, một người đàn ông say xỉn đứng nghiêng ngả lọt vào ống kính camera, sau đó té vào đống bê tông. Trần Dương chỉ vào một cái góc, ở đây có người. Khấu Tiên Linh bấm dừng lại rồi phóng to, thấy rõ đó là một cô gái. Trần Dương nói, cô ta đi theo sau người say xỉn này, trông rất là quen. Cậu cầm cái tấm hình giơ giơ lên so sánh, là Diệp Du Nhã. Trần Dương lại mở cái tư liệu về nạn nhân. Sau khi xem xong, cậu nói, thi thể trong bức tường là cha nuôi của Diệp Du Nhã và Diệp Du Du.
suốt ngày say xỉn, có khuynh hướng bạo lực, có tiền án ấu dâm. Sau khi cha nuôi mất tích không lâu, mẹ nuôi Diệp Du Nhã phát điên, bị đưa vào bệnh viện điều trị, sau đó không còn tin tức nữa. Khấu Tiên Linh hỏi, cái chết của ông ta có liên quan đến Diệp Du Nhã không nhỉ? Không loại trừ cái khả năng này, Trần Dương nói tiếp. Hiện tại, cái chết của Đổng Hồng có liên quan đến Diệp Du Nhã. Tiền Thiên Sinh cũng dính dáng đến hai chị em nhà này. Dương Hoành và Đổng Hồng lại quen biết nhau. Nếu như bọn họ thật sự liên quan đến tổ chức thần bí, vậy hẳn là họ đều cùng thuộc một tổ chức. Giống như cái kẻ đi săn và kẻ bị săn, có người biết thân phận đối phương, có người lại không biết. Có lẽ bọn họ biết, nhưng không biết bản thân sẽ bị chơi đến chết. Ví dụ như Dương Hoành, trước kia hắn giết người đều che mặt, nạn nhân không biết hung thủ là ai nên không cách nào báo thù được. Thế nhưng khi Đổng Hồng xuất hiện, tra tấn đến chết cô gái áo đỏ đó, khiến thân phận của Dương Hoành bị bại lộ, kết quả bị lệ quỷ trả thù. Đổng Hồng không có biết thân phận của Diệp Du Nhã, bị chơi đến chết. Tiền Tiên Sinh cũng không biết Diệp Du Du và Diệp Du Nhã bị hai người kết hợp đùa bỡn. Chúng ta đặt giả thuyết mỗi người bọn họ đều có động cơ, mỗi bước đi đều có người sai khiến. Khi bọn họ đùa bỡn tính mạng của người khác, cũng chính là lúc bọn họ biến thành cái quân cờ cho người khác đùa bỡn. Nói một cách khác, khi bọn họ đi bước đầu tiên đã đứng ở vị trí bị đùa bỡn, cuối cùng đi vào con đường chết. Không biết là cái thứ gì đứng sau màn này, nhưng có thể xác định được nó rất hiểu cái cách đùa bỡn cái lòng người. Ma Tiểu Lỵ hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Dương rủ mắt, chờ đối phương đến tìm chúng ta, trước đó cố gắng điều tra nội tình của đối phương. Vâng. Mã Sơn Phong đi tới. Chuyện lần trước, chúng ta nhờ cảnh sát điều tra tổ chức thần bí đã có tiến triển. Cảnh sát đã gửi tài liệu đến, nói là dính đến cái huyền học, muốn thiên sư ra tay. Chúng ta đã gửi tài liệu vào group, mọi người mở ra xem đi. Mọi người kinh ngạc, Trần Dương mở tài liệu, vừa xem vừa nói, hiệu suất làm việc rất là nhanh. Mọi người đến gần xem, phát hiện trong hồ sơ này không chỉ có Dương Hoành, Đổng Hồng, mà còn có chừng hơn 10 người thoạt nhìn không hề liên quan gì đến nhau. Trên thực tế, có thể tìm ra mối quan hệ nhờ chút manh mối từ các vụ án. Một khi sâu chuỗi tất cả các sự kiện lại với nhau, phát hiện như có một mạng lưới nhện che phủ ở trên đầu, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Trong đó có một cái vụ án điển hình xảy ra trong các viện dưỡng lão. Nạn nhân là các bác sĩ trong viện điều dưỡng, đến từ các tỉnh khác nhau, kiểu chết cũng khác nhau, nhìn như vô lý lại trùng hợp bị xếp thành tai nạn ngoài ý muốn. Có bác sĩ chết vì suy dinh dưỡng nghiêm trọng, lúc chết cơ thể chưa đến 20kg, người cao đến 1m8, trông cứ như một bộ xương khô. Kiểu chết này được gọi là khô lâu tử. Lúc chết, bác sĩ đã ở trong viện điều dưỡng nửa năm không có về nhà. Người nhà nghe tin thì đến cãi nhau ầm ĩ với viện điều dưỡng. Bác sĩ pháp y kiểm tra, xác định nạn nhân tử vong là do thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Hơn nữa căn cứ theo lời khai của đồng nghiệp, người này bị chứng kén ăn nghiêm trọng. Người nhà nghe giải thích như vậy lại càng làm ầm ĩ hơn. Người nhà nói vị bác sĩ này rất thích mỹ thực. Lúc mới vào viện điều dưỡng làm việc, người này nặng đến 85kg, sao có thể bị chứng kén ăn? Trước khi chết gầy chưa đến 20kg, cho dù bị kén ăn thì viện điều dưỡng cũng phải đưa người ta đi điều trị chứ. Đối với câu này, viện điều dưỡng lạnh lùng lấy hợp đồng ra, trong đó ghi rõ, từ lúc vào làm việc, trong vòng 1 năm không được ra ngoài, lại nói bác sĩ tử vong là làm trái hợp đồng, phải bồi thường gấp đôi. Lý lẽ của viện điều dưỡng khiến người nhà bác sĩ kia không dám la lối nữa. Tiếp theo là hai bác sĩ ở tỉnh khác cũng ký hợp đồng với viện điều dưỡng. Dưới khoản điều lương và tiền thưởng kết xù, bọn họ bị mê hoặc mà tiến vào viện điều dưỡng làm việc rồi bị cô lập hoàn toàn. Tiếp theo, trong vòng 1 năm, người thì chết do ngạt thở, người thì do va đập vào vùng đầu. Viện điều dưỡng gọi là rửa mặt mà chết và trốn tìm mà chết. Người trước vô ý chúi đầu chết ngạt trong bồn rửa mặt, người sau cùng bệnh nhân chơi trốn tìm vô ý đập đầu mà tử vong. Kế tiếp
là hai bác sĩ cũng ở tỉnh khác. Nguyên nhân tử vong cũng rất là dị thường, nhưng pháp y lại xác định là bình thường. Hơn nữa, vì gần như là viện an dưỡng ở mỗi tỉnh chỉ chết một hoặc hai bác sĩ, bởi vậy không ai nhận thấy bất thường. Dù người nhà nạn nhân không tiếp thu lý do hoang đường, cũng hoài nghi pháp y cấu kết với viện điều dưỡng. Muốn tiến hành điều tra, lại phát hiện viện điều dưỡng đó đã biến mất. Trải qua điều tra lại phát hiện đó là viện điều dưỡng tư nhân cao cấp. Vì người nhà nạn nhân rây rối làm ảnh hưởng đến sự phục hồi của các bệnh nhân, nên họ dời viện dưỡng lão đến nơi khác. Các thủ tục liên quan đều được tiến hành rất là bình thường, cũng có ghi chép rõ ràng khiến người ta không thể hoài nghi. Hàng năm, mỗi tỉnh đều có hàng trăm người chết, có thể con số thực tế còn lớn hơn nữa. Loại chuyện như chết do bệnh hay chết do tai nạn ngoài ý muốn giống như giọt nước rơi vào biển lớn mênh mông, không nổi lên gợn sóng. Bởi vậy không ai quan tâm mà sâu chuỗi những cái chết bình thường ở các tỉnh khác nhau lại với nhau, đương nhiên sẽ không phát hiện cái điểm đáng sợ. Lúc Mã Sơn Phong báo cảnh sát về tổ chức thần bí, vừa khéo trong tổ hình sự có một cảnh sát trẻ tuổi nhớ lại cái vụ án bác sĩ tử vong ở quê hắn trước kia. Huyện này không lớn, một chút gió thổi, cỏ lay cũng có thể là tin hot nhất. Lúc bác sĩ kia chết, cả người như bộ xương khô, trước khi chết nằm ở trên giường bệnh, trông cực kỳ khủng bố. Viên cảnh sát trẻ tuổi chứng kiến cảnh tượng đó mà không thể nào quên được. Bởi vậy, khi phát hiện trong tài liệu có bác sĩ tử vong ở viện điều dưỡng, bèn nhắc lại cái chuyện đó. Điều tra kỹ hơn, phát hiện có tất cả 8 viện điều dưỡng có bác sĩ tử vong ngoài ý muốn, phân bố tại 8 thành phố thuộc 5 tỉnh khác nhau. Một điểm giống nhau là sau khi các bác sĩ tử vong, những viện điều dưỡng này sẽ đột ngột dời ra khỏi thành phố, thay tên khác và xuất hiện ở thành phố khác và tuyển một hai bác sĩ khác mới. Các bác sĩ ký hợp đồng bí mật giống nhau, sau khi tiến vào viện điều dưỡng, trong vòng nửa năm hoặc một năm sẽ tử vong. Sau khi họ chết, viện điều dưỡng giống như là chờ người nhà bọn họ đến, sau đó giống trống khua chiêng mời pháp y đến khám nghiệm thi thể. Cuối cùng đưa ra lý do tử vong hoang đường lại hợp lý, phản phất như lấy cái thái độ cao cao tại thượng đùa bỡn người chết và thân nhân của người chết, lạnh lùng và tàn khốc. Trương Cù Đạo nói, hoàn toàn giống như một trò chơi lạnh lùng nhằm vào các bác sĩ. Khi họ chọn ký hợp đồng, họ đã trở thành đối tượng mua vui, bị vây trong viện điều dưỡng, chịu dằn vặt nửa năm hoặc một năm, cuối cùng dùng cách hoang đường nhất mà chết. Khấu Tiên Linh lại tiếp lời, viện điều dưỡng có vấn đề. Mao Tiểu Lỵ lên tiếng, không có vấn đề mới là kỳ quái. Ý của tôi là, một viện điều dưỡng muốn dời đi ra khỏi thành phố không phải là chuyện nhỏ. Trong viện điều dưỡng có rất nhiều bệnh nhân và người thân của họ, trừ phi bệnh nhân là giả. Đúng là có bệnh nhân, mỗi bệnh nhân đều có hồ sơ ghi ở đây đầy đủ và ghi chép chi tiết về cái chết của họ. Trần Dương mở phần tài liệu khác, ngẩng đầu lên mà nói, tất cả bệnh nhân trong viện điều dưỡng đều chết hết, thời gian tử vong còn sớm hơn bác sĩ bộ xương khô. Các kiểu chết thứ tự là khâu lâu tử, rửa mặt chết, trốn tìm chết. Đúng, bọn họ từng là bệnh nhân của một viện điều dưỡng, vì chết quá kỳ dị, người nhà bệnh nhân làm ầm ĩ. Các bác sĩ lạnh lùng đưa ra các lời giải thích hoang đường, nhưng vì tinh thần bệnh nhân không bình thường nên dù hoang đường vẫn được công nhận. Trương Cầu Đạo nói, các bác sĩ đã chết chính là bác sĩ từng đùa bỡn bệnh nhân đến chết trong viện điều dưỡng. Rất rõ ràng, quả nhiên liên quan đến huyền học, cần thiên sư ra tay. Khấu Tiên Linh lên tiếng, mọi người có nhớ mẹ nuôi của Diệp Du Nhã đã bị đưa vào viện điều dưỡng nào không? Mọi người ngẩng đầu mà nhìn Khấu Tiên Linh. Hắn lên tiếng, Diệp Du Nhã và Diệp Du Du làm tình nguyện trong viện điều dưỡng, kiên trì suốt 5 năm. 5 năm trước, cha nuôi của hai chị em họ rơi vào bê tông, bị đổ vào bức tường trong tòa nhà của Tiền Tiên Sinh. Trần Dương lúc này lên tiếng, thời gian thật là trùng hợp.